lão hóa da và các dấu hiệu có thể bạn đã bỏ qua. Lão hóa là sự suy giảm dần khả năng thích nghi của cơ thể với môi trường và xu hướng chết dần dần. Đó là một quy luật tự nhiên. Nó không xảy ra trong một sớm một chiều, nó được tích lũy theo thời gian khi thời gian trôi qua. Nếu chúng ta chú ý đến cơ thể của mình, chúng ta sẽ thấy những triệu chứng của sự lão hóa không đủ rõ ràng. Đặc biệt da mặt là bộ phận dễ cảm nhận nhất trên cơ thể con người và cũng là bộ phận đầu tiên bị lão hóa. Những thay đổi nào gây ra sự lão hóa trên khuôn mặt? Nhưng da trên cơ thể bạn không phải là nơi duy nhất mà nó thay đổi. Da lão hóa cũng có thể thay đổi diện mạo của khuôn mặt bạn. Tuy nhiên, đừng lo lắng, tiến sĩ Vizi nói, bởi vì đó là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa. Mất chất béo dưới da hay bác sĩ da liễu gọi là lớp dưới da ở má, thái dương, cằm, mũi và vùng mắt của bạn. Điều này có thể dẫn đến da trùng nhão, mắt trũng sâu và hình dáng xương sẩu. Sự mất xương có thể trở nên rõ ràng sau tuổi 50 và gây ra tình trạng da trùng và nhăn nheo vùng da quanh miệng. Sụt ở mũi bị tụt xuống làm đầu mũi bị sệ và dễ nhìn thấy các cấu trúc xương trong mũi. Những dấu hiệu dễ nhận thấy của làn da lão hóa là gì? Tiến sĩ Vizi nói, khi chúng ta già đi, làn da sẽ thay đổi rõ rệt theo một số cách, và phần lớn nó phải làm những việc ngoài tầm kiểm soát của bạn. Khi chúng ta già đi, ông nói, làn da trở nên da sần sùi, khô và ngứa, chậm chạp trong quá trình chuyển đổi chất sự mất đi của các mô đàn hồi, elastin và collagen của da theo tuổi tác khiến làn da của bạn trở nên trùng nhão và lỏng lẻo, trong suốt. Nguyên nhân là do lớp biểu bì lớp bề mặt của da và lớp hạ bì lớp sâu hơn của da bị mỏng đi. Dễ bị xâm nhập sự mỏng manh của da tăng lên là do sự phẳng của khu vực mà lớp biểu bì và lớp hạ bì, lớp da dưới biểu bì kết hợp với nhau, dễ bị bầm tím hơn. Nguyên nhân là do thành mạch máu mỏng hơn, dễ bị tổn thương da hơn, chẳng hạn như các khối u không phải ung thư, lành tính. Những yếu tố nào gây ra những thay đổi cho làn da của bạn? Tuy nhiên, có rất nhiều lý do khác khiến làn da của bạn già đi, một số những yếu tố gây ra sự thay đổi làn da dưới đây. Lực đàn hồi khi da mất đi tính đàn hồi, trọng lực sẽ khiến lông mày và mí mắt bị rủ xuống, vùng má và quai hàm bị nhão và đầy đặn cằm lẹn và cằm đôi, đồng thời kéo dài thủy tai. Béo phì. Tiến sĩ Vizi cho biết, cân nặng quá mức khiến da căng ra và làm giảm độ chắc khỏe và bóng mượt của tóc và móng tay. Nó cũng gây ra các tình trạng về da bao gồm các mảng tối trên da, acanthosis nigricans, các khối u nhô ra khỏi da, các kẻ da, vết dạn da và giãn tĩnh mạch. Béo phì có liên quan đến các tình trạng da khác, bao gồm bệnh vẩy nến và viêm mô tế bào. Ông cho biết thêm, mặc dù các mảng vẩy nến ngứa, khô, đỏ có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, nhưng chúng thường phát triển trên da đầu hoặc gần chân tóc. Các nếp gấp của da thừa trên cơ thể có thể cọ sát vào nhau và gây kích ứng da, nổi mụn nước, nứt nẻ, phát ban và nhiễm trùng da. Các chuyển động trên khuôn mặt hàng ngày. Vâng, những câu thoại cười là đại loại là thật. Tiến sĩ Vizi chỉ ra, các đường nét trên khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn sau khi da bắt đầu mất độ đàn hồi, thường là khi mọi người ở độ tuổi 30 và 40. Các đường có thể xuất hiện theo chiều ngang trên trán, theo chiều dọc của da phía trên đỉnh mũi, thường được gọi là 11 đường, hoặc như các đường cong nhỏ trên thái dương, má trên và xung quanh miệng. Tư thế ngủ. Giấc ngủ của bạn cũng có vai trò như thế nào? Các nếp nhăn khi ngủ thường thấy ở một bên trán, bắt đầu từ trên lông mày đến chân tóc gần thái dương, cũng như ở giữa má. Tiến sĩ Vizi nói, những điều này là do cách đặt đầu trên gối và có thể lộ rõ hơn sau khi da bắt đầu mất độ đàn hồi. Thay đổi tư thế ngủ của bạn có thể cải thiện những nếp nhăn khi ngủ này hoặc ngăn chúng trở nên tồi tệ hơn. Hút thuốc lá. Những người hút thuốc có xu hướng có nhiều nếp nhăn hơn những người không hút thuốc ở cùng độ tuổi, nước da và tiền sử tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Lý do cho sự khác biệt này là không rõ ràng. Có thể là do hút thuốc cản trở lưu lượng máu bình thường trên da. Da khô và ngứa. Da khô thường gặp trong cuộc sống sau này. Khoảng 85% người lớn tuổi bị ngứa mùa đông vì không khí trong nhà quá nóng khô. Tiến sĩ Vizi cho biết thêm, việc mất đi các tuyến mồ hôi và dầu khi chúng ta già đi cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng da khô. Bất cứ thứ gì làm khô da hơn nữa, chẳng hạn như lạm dụng xà phòng, chất chống mồ hôi, nước hoa hoặc tắm nước nóng sẽ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn.